Qua 13 năm bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chợ Mới đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Để thực hiện mục tiêu đó, công tác thông tin tuyên truyền được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, tác động lớn đến sự đồng thuận và huy động sức mạnh của nhân dân. Yếu tố góp phần quan trọng làm nên thành công của công tác tuyên truyền là phương pháp làm việc của cán bộ tuyên truyền, cách vận động thuyết phục người dân của đoàn viên, hội viên, các hội đoàn thể, giúp người dân nhận thức đúng, làm theo. Để phát huy hiệu quả công tác này, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã tổ chức hội thi nông dân, thanh niên, cán bộ, đảng viên Chợ Mới chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội thi thu hút 270 thí sinh đến từ 18 đội thi ở các xã thị trấn là cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân và lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là dịp để cán bộ đảng viên bồi dưỡng kỹ năng, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau và quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP, các sản phẩm thương hiệu thế mạnh của huyện đến các đoàn viên, hội viên. Hội thi diễn ra gồm 4 phần: phần thi tự giới thiệu, các đội trình bày tổng quan những điểm mạnh của địa phương; phần thi trả lời nhanh câu hỏi, các đội thể hiện được sự hiểu biết sâu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển nông nghiệp, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phần thi hiểu ý đồng đội, nhận được sự quan tâm của các đội thi và khán giả với sự hiểu biết nhanh và trả lời các câu hỏi chính xác liên quan đến chìa khóa xoay quanh cuộc sống và việc xây dựng nông thôn mới. Điểm nhấn của hội thi là phần thi kỹ năng tuyên truyền tiểu phẩm. Các đội có sự chuẩn bị chu đáo, đạo cụ phong phú, đa dạng, nội dung các tiểu phẩm mang nhiều ý nghĩa, tuyên truyền một số vấn đề nổi bật, vấn đề nóng hiện nay về rác thải môi trường, lấn chiếm hành lang nội giới, nông dân hiến đất xây dựng, giao thông nông thôn, bảo hiểm y tế. Phần diễn xuất của các thí sinh khá tốt, kỹ năng làm chủ sân khấu và thông điệp truyền tải qua các tiểu phẩm rõ ràng, lan tỏa thông điệp tuyên truyền lớn, qua đó nêu lên một số sáng kiến và kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Qua hội thi lần này thì em học hỏi được rất nhiều kiến thức về cách tuyên truyền hay cho bản thân để về địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ở hội thi lần này có nhiều phần thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương, các sản phẩm OCOP được công nhận, các đội đã trưng bày đảm bảo về chủng loại, số lượng theo yêu cầu, chỉ dẫn tác giả, địa chỉ, đặc tính và thành phần tác dụng, hiệu quả kinh tế. Trưng bày bố trí gian hàng đẹp có đầu tư, hình ảnh trực quan, trang trí ấn tượng với nhiều chủng loại từ hoa màu, trái cây đến bánh hạnh nhân, trà kim ngân hoa, khô cá lóc, gạo nước tím, vân vân. Đều là những sản phẩm OCOP được công nhận và sản phẩm tiềm năng địa phương. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho xã Bình Phước Xuân, giải nhì thị trấn Hội An và xã Long Điền B, giải ba xã Long Điền A và Kiến An. Qua hội thi thì cũng giúp cho các địa phương sẽ trao đổi các cái kinh nghiệm, các cái mô hình, các cách làm hay trong quá trình vận động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới để nhằm nâng cao hơn nữa cái năng lực của các cái hội đoàn thể mình, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội nông dân, cán bộ đảng viên là những cái lực lượng nòng cốt, những lực lượng đóng vai trò là quyết định quan trọng trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới để nâng cao cái năng lực và thực hiện tốt cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng như là huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của huyện Chợ Mới, và cái chính đó là phấn đấu để đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động tích cực của hội đoàn thể, đến nay huyện Chợ Mới đã có 15 trên 15 xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao, tiến độ huyện nông thôn mới hiện đạt 6 trên 9 tiêu chí. Với tinh thần chủ động và cách làm bài bản, nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên cấp cơ sở và người dân, từng địa phương chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với các nội dung chuyên đề phù hợp với địa bàn, đối tượng, tập trung nêu cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tin chắc rằng lộ trình xây dựng nông thôn mới sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân nông thôn. Ngày 14 tháng 1 năm 2024, Đoàn Khám bệnh Từ thiện tỉnh An Giang phối hợp với xã Phú Thành, huyện Phú Tân tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Qua một buổi, đoàn đã khám được 300 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Qua khám bệnh, đa phần người dân mắc phải những bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, dạ dày, xương khớp và bệnh về đường hô hấp. Ngoài việc khám bệnh, các bác sĩ còn tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp. Cùng ngày, Bệnh xá Quân y tỉnh An Giang phối hợp với huyện đoàn Phú Tân tổ chức hoạt động khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân xã Hòa Lạc, trao tặng 95 phần quà cho hộ nghèo tại địa phương với tổng kinh phí trên 28 triệu đồng.
Sáng 15 tháng 1, nhận được tin báo có vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú. Đồn biên phòng Phú Hữu, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ tham gia và khống chế, dập tắt đám cháy, khắc phục kịp thời hậu quả vụ hỏa hoạn. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 15 tháng 1, tại khu vực ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Bài, sinh năm 1982, và bà Lê Thị Đồng, sinh năm 1967. Hai căn nhà bị cháy một phần vách của bà Âu Thị Nga, sinh năm 1958, và bà Nguyễn Thị Nữ, sinh năm 1966. Cả bốn căn nhà đều ở tổ 15 ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nhận được tin báo của người dân, đồn biên phòng Phú Hữu đã cử 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với chính quyền địa phương, công an, ban chỉ huy quân sự xã Phú Hữu và người dân tham gia chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không có thiệt hại về người. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an huyện An Phú điều tra làm rõ. Hiện đồn biên phòng Phú Hữu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, giúp người dân ổn định cuộc sống.